mẹ cho tụi mày ở đây cho mít chơi tha hồ ơi. Vì phim hay sẽ có các cấu trúc đầu tư phù hợp với từng người. Mọi gói được đại diện bởi các mở cà phê view buổi tối luôn hả? Ơi. Mức độ rủi ro nhiều, nhưng hãy nhớ rằng rủi ro càng cao lợi nhuận càng lớn nha. Sản phẩm tích lũy với mức lãi hấp dẫn cho kỳ hạn ngắn, cực kỳ phù hợp với những người thích ăn các món bên. Lãi vượt trội tính theo ngày, rút không mất phí. Tất cả thông tin đã được tổng hợp rõ ràng, chỉ cần ước nhiều mạng xã hội và tích lũy thôi. Tiền vẫn đang vận hành trong lúc Phương có thời gian làm điều mình thích. Về em tắt đi mà. Tiếng nói đi á, phải di nghĩ đẻo. Di nghĩ đẻo á. Bầu bầu cầm bầu một bẻ đó, bầu đưa ra giống như qua bầu chụp hình hai bẻ mà. Đó đúng rồi. Được á, được á. Thằng này nó rặn ghê quá bộ bây giờ. Ok. Nó đang tập á. Tập cái gì? Không tập để bay á. Bay á. Đi. Ủa cái đó phải tập bay á ba. Gớm ông Đạt ổng tập biết. Đạt rồi. Nhớ cũ. Đi.